Anh bớt đau đầu chưa? Cảm ơn em, anh khỏi rồi. Sao anh uống rượu hoài vậy? Anh có biết là em với các con buồn lắm không? Anh biết chứ. Anh xin lỗi em, xin lỗi các con. Khi anh không thể làm chủ được mình, anh cảm thấy mình vô dụng. Đôi khi anh muốn dìm chết mình trong men rượu. Nhưng lúc đầu óc anh tỉnh táo thì lòng dạ lại đau như cắt. Sao anh lại có thể suy nghĩ như vậy được? Anh nói vậy là anh ích kỷ, anh vô trách nhiệm lắm, anh biết không? Anh biết chứ. Anh đã làm khổ em và các con. Anh đúng là kẻ vô dụng, bất tài, để cho công ty mình bị phá sản. Chuyện công ty phá sản em và các con không trách anh. Chuyện qua rồi, để cho nó qua luôn đi. Anh nghĩ tới làm chi cho thêm buồn chứ. Việc cần làm bây giờ là lo cho cuộc sống hiện tại của chúng ta đây nè. Các con nó đi học, có biết bao nhiêu khoản để phải chi tiêu. Mỗi ngày hai cửa bán xôi của em may mắn lắm chỉ đủ chi phí cho cả nhà. Anh biết không, thời gian qua em đã bán đi biết bao nhiêu quần áo đắt tiền, bao nhiêu vật dụng để mà có thể trang trải cho các con nó đi học. Khó khăn em không trách, em không nói gì hết. Em cố gắng vượt qua, nhưng mà anh không giúp đỡ em về mặt kinh tế thì ít ra anh cũng phải là chỗ dựa tinh thần cho em và các con chứ. Anh vô dụng, anh vô dụng thật. Anh không vô dụng, anh chỉ tạm thời gặp khó khăn thôi. Em tin chắc một ngày không xa anh sẽ lại như là cá gặp nước vậy. Nhưng mà để có được cái ngày đó thì em xin anh phải rời xa rượu chè đi. Anh uống để quên buồn à? Nhưng mà anh quên thôi, chứ anh đâu có đuổi được nó đâu. Mà anh càng uống thì cuộc sống gia đình mình càng bế tắc, anh biết không? Anh phải thương em, thương các con. Anh hứa với em đi, anh hứa với em đi anh. Anh đừng sa đà vô rượu nữa, nghe anh. Thưa ba mẹ, con mới về. An Khanh ơi, Lệ Khanh ơi, cha ăn bánh mì thịt quay nè. Dạ. Trời ơi, sao mà bữa nay con sang quá vậy, có bánh mì thịt quay nữa. Dạ. Mẹ đừng có trách con mẹ, tại vì hôm nay con nhận tiền học bổng hơn 1 triệu đồng lận, rồi thêm mấy trăm ngàn tiền nhuận bút nữa, nên con phải đãi cả nhà một bữa. Anh hai mua thịt quay về thích quá à? Tại vì con thấy nhà mình lâu quá rồi ăn uống đạm bạc quá. Mẹ đâu có trách con đâu. An Khanh nè, em xuống em lấy chén đũa dọn ra rồi đợi chị Nhã Khanh về ăn luôn. Chắc chị cũng gần về tới rồi đó. Lệ Khanh, em đi xuống lấy chén đũa ra đi. Dạ. Mẹ à, đây là tiền học bổng của con nè, mẹ giữ đi để trang trải chi phí trong nhà. Không không, đây là tiền học bổng, con phải để dành lo về học tập của mình chứ. Khi nào cần á thì mẹ sẽ mượn con. Mẹ à, mẹ lấy đi cho con vui. Không được, đừng có cãi lời mẹ. Mẹ con nói đúng đó, con giữ lấy đi con. Dạ, nếu ba mẹ nói vậy á thì con sẽ giữ lại. Mà mẹ nè, khi nào cần á mẹ nhớ lấy nha mẹ. Ừ. Thank you.
quên buồn à? Nhưng mà anh quên thôi, chứ anh đâu có đuổi được nó đâu. Mà anh càng uống thì cuộc sống gia đình càng bế tắc, anh biết không? Anh phải thương em, thương các con. Anh hứa với em đi anh, anh đừng xa đà vô rượu nữa. Con làm cái gì? Anh hai này. Chú anh. Ba, con mời ba. Ba mời con. Ôi hên quá anh về rồi. Để em mượn cái xe em chạy ra chợ chút xíu. Trưa nay anh ăn gì em mua? Ê, trời ơi, cái gì vậy? Anh sao vậy? Hả? Anh bệnh hả anh? Hả? Anh thấy trong người làm sao? Anh không sao. Em à, dạo này con Nhã Khanh học hành ra sao? Em có biết không? Em cũng không biết nữa. Chuyện nhà mình lu bu quá à. Rồi em không biết con nó có lo tập trung, nó lo tiếp tục học nữa hay không nữa. Trước nay Nhã Khanh luôn là đứa ngoan và chăm chỉ mà. Em là mẹ mà không chú ý đến con gái mình một chút được sao? Bộ có chuyện gì hả anh? Sao anh lại nói như vậy? Hả anh? Dạ, thưa ba mẹ. Ủa, Ái Khanh, giờ này không đi học sao còn ở đây con? Dạ, hồi sáng con bị đau bụng nên con nhờ Lệ Khanh nó xin nghỉ học giùm con ạ. Cái con nhỏ này thiệt tình. Em à, em cần phải quan tâm đến con cái. Đừng để chúng nó xảy ra chuyện gì không hay, mình sẽ ân hận đó. Có chuyện gì vậy anh? Thôi, em đi chợ đi. Em đi ngang. Cả ngày hôm nay anh đi đâu mà không nói tiếng nào, làm em ở nhà em lo lắm anh biết không? Tôi già rồi, có phải là con nít đâu mà em lo. Tôi đi lanh quanh để coi có việc gì làm không. Thì đành làm vậy, nhưng mà anh đi từ sáng sớm cho tới tối mịt mới về mà không nói tiếng nào hết, tao không lo sao được. Thôi anh xin lỗi. Dì Sáu dặn anh sáng mai đừng đi đâu hết á. Dì Sáu muốn gặp anh á. Ủa, có chuyện gì vậy? Em cũng không biết nữa. Hình như dì Sáu muốn giấu em á. Em nghĩ là chuyện vui. Dạ. Yeah. Dạ. Vậy sáng mai anh gặp dì Sáu có chuyện gì? À, bữa nay em buôn bán được không? Có lẽ người ta ăn xôi riết người ta ngán hay sao á. Em bán ế nhiều lắm. Em nghĩ tới chuyện mà đem về nhà không ai ăn nổi á. Cho nên là đi ngang qua công trình xây dựng á, em đem biếu cho mấy chú công nhân ăn. Trời ơi, họ mừng lắm. Họ thì mừng. Còn em thì hết vốn. Thì phải chịu không vậy chứ biết làm sao. Buôn bán mà, có lúc ế lúc đắt. Nè, em cầm lấy đi. Mai đi chợ mua cái gì mua. Ủa, tiền ở đâu mà anh có vậy? À, sáng nay buồn quá, anh mới mua vé số để cầu mai. Không ngờ chịu trúng. Vậy hả? Ít thôi. Nhưng mà thôi, mai mốt đừng có mua giấy số nữa nghe. Đồng tiền mình làm ra đó mới chắc ăn. Anh biết rồi, anh sẽ không mua nữa đâu. Sao vậy? Em ơi, sao nay thấy trong người nhức mỏi quá. Em lấy chai dầu cạo gió anh chút coi. Chờ em chút xíu nha. Đây. Nè. Ủa, trời đất ơi, sao mà cái da em tím bầm hết trơn vậy? Hả? Có gì đâu. Anh làm cái gì mà da anh tím bầm hết trơn nè? Anh làm cái gì để anh đem tiền về cho em? Anh đã nói rồi, anh trúng số mà. Em cạo đi. Không phải, anh trúng số. Anh trúng số mà da anh tím bầm vậy đây hả? Em nói nhỏ thôi, coi chừng con nó nghe bây giờ. Anh làm cái gì? Anh làm gì anh nói cho em nghe coi. Anh đừng giấu em. Anh đi bốc vác. Nhưng không sao đâu, cái máy là anh quen mà. Anh đi bốc vác.
Điều nó nhỏ thôi mà. Thì không mình đi bốc giác à. Để đây. Nhẹ thôi. Nhà này là gì sao? Nhà này á, là nhà của cháu họ của dì đó. Nó cho thuê đó. Nó nghe tình cảnh của con như vậy đó, nó cũng thương. Cho nên nó biểu gì nói lại với con. Thôi, cái chỗ này con bán được cái gì thì con bán. Nó không có lấy tiền mặt bằng đâu mà con sợ. Dạ. Dạ, con cảm ơn dì Sáu nhiều lắm. Con tính vậy nè. Chỗ này con để sạp báo nhỏ nhỏ. Rồi con bán thêm mấy lít chăn lẻ. Dì Sáu thì được không? À, con tính như vậy là được đó con. Bởi vì xung quanh ở đây không có ai mà có được cái sạp báo hết trơn á. Dạ. Mà không muốn đặt báo á, họ phải đi lên cú, cái đường xa lắm vậy đó. Mà con thêm mấy lít xăng bán cũng được nữa đó. Đúng dạ. Lắm. Con cảm ơn dì Sáu nhiều lắm nha. Trời ơi, ơn nghĩa gì? Con cái việc làm đi. Dạ.